Chào các bạn đang xem kênh Thiếu Nhi Gà và Chuột. Hôm nay Gà và Chuột sẽ lắp ráp ngôi nhà tí hon nha các bạn. Đây là hộp ngôi nhà tí hon mà ba mẹ mới mua cho Gà và Chuột đấy. Bây giờ mình sẽ mở hộp ra và tiến hành lắp ráp ngôi nhà này nhé. Nào, mời các bạn cùng theo dõi. Đây là những thành phần mà chúng ta sẽ tiến hành lắp ráp ngôi nhà nha các bạn. Bây giờ mình sẽ lấy ra nha. Phần sau của chiếc hộp sẽ có phần hướng dẫn để chúng ta lắp ráp nha. Bây giờ mình sẽ lắp phần dưới cùng của ngôi nhà nhé các bạn. Các thanh sẽ được kết nối bằng các cái nút màu đỏ, màu hồng này nha. Mình sẽ ghim chúng lại với nhau nè. Bây giờ mình sẽ lắp các cây cột lên này. Rồi tiếp theo sẽ là các thành phần của lầu 2 nha các bạn, mình sẽ tiến hành lắp nè. Bây giờ là phần mái, mình sẽ lắp riêng phần mái, sau đó mình mới lắp vào khung nha.
Đầu tiên mình sẽ lắp phần mái. Mình sẽ lắp phần ống khói gắn vào mái nhà nha. Mái nhà này có hai ống khói, mình sẽ lắp ở hai bên. Theo là các miếng lót của phần nền nhà nha. Cuối cùng mình sẽ cài các cái tấm chắn ở phía sau của ngôi nhà nha các bạn. Đây là ngôi nhà mini mới được lắp ráp xong, các bạn có thích không nào? Hôm sau mình sẽ lắp ráp phần nội thất cho ngôi nhà này nhé, các bạn hãy theo dõi nhé.